Kính thưa quý vị, nhìn một cách khách quan, không biết quý vị nghĩ sao? Từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều công ty đã được đưa về Hoa Kỳ để tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người Mỹ, và trong đó cả cộng đồng người Việt chúng ta cũng được hưởng. Thế thì bây giờ trong tình huống này, tại sao một tập đoàn lớn như tập đoàn xe hơi Ford lại đang có ý định di rời hãng sản xuất xe của mình sang một quốc gia khác? Theo thông tin mới nhất, công ty sản xuất xe hơi Ford, một nhà sản xuất xe ô tô đa quốc gia, được cho là đang có kế hoạch chuyển khoản đầu tư 900 triệu đô la Mỹ ban đầu cho một nhà máy ở Avon Lake, Ohio, đến một địa điểm ở Mexico, theo cáo buộc của Liên minh Công nhân ô tô UAW. Trong một lá thư gửi cho các nhân viên của nhà máy lắp ráp Ohio ở Avon Lake, nơi mà hiện tại Ford đã sử dụng khoảng 1.740 công nhân sản xuất xe tải hạng trung F650 và F750. Quan chức UAW Gerald cho biết Ford đã cam kết đầu tư 900 triệu đô la Mỹ vào dự án năm 2019. Theo như quan chức này đã cho biết là người lao động một khoản đầu tư lớn bao gồm cam kết của Ford về việc đưa sản phẩm thế hệ tiếp theo đến nhà máy lắp ráp Ohio để sản xuất vào năm 2023 và tầm nhìn tuyệt vời về sự hồi sinh hoàn toàn của nhà máy để bảo đảm việc làm tốt trong tương lai gần. Tuy nhiên, thật không may, Ford Motor Company đã quyết định sẽ không thực hiện lời hứa bổ sung một sản phẩm mới, và thay vào đó họ có ý định chế tạo chiếc xe thế hệ tiếp theo ở một quốc gia khác, đó là Mexico. Ban lãnh đạo Ford hy vọng chúng tôi chỉ cần cúi đầu và chấp nhận quyết định. Nhưng hãy để tôi nói cho rõ, chúng tôi đang đưa ra một lựa chọn khác và chúng tôi 100% bác bỏ quyết định của công ty, đặt lòng tham của công ty và lợi nhuận tiềm năng hơn vào việc làm của người Mỹ và tương lai của các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng công ty sẽ tôn trọng các cam kết trong hợp đồng đối với tư cách thành viên này, và khi công ty không thực hiện được điều đó, chúng tôi sẽ hành động. Có một điều chắc chắn rằng các doanh nghiệp hoặc là các ông lớn, những người giàu, họ sẽ không bao giờ chấp nhận những khoản thuế tăng đột ngột, và họ sẽ tìm cách để đưa khoản thuế này cho những tầng lớp lao động phải đóng thay cho họ. Cho nên họ sẽ di rời những cơ sở sản xuất đến những nơi có chi phí sản xuất rẻ hơn và nhân công rẻ hơn để tăng lợi nhuận cho họ. Và đặc biệt, nguồn thuế càng rẻ thì lương công nhân mới có thể tăng lên được và cuộc sống của công nhân mới có thể khấm khá hơn. Thuế càng tăng, nhiều người tưởng rằng có thể làm ảnh hưởng đến giới nhà giàu, giới doanh nghiệp, tuy nhiên không phải vậy. Tất cả đều bổ xuống cho lương của công nhân và khoản khấu trừ bắt đầu tính thuế từ lương của công nhân mà thôi. Câu chuyện có thực của một bác sĩ về những chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm khiến cho ai cũng phải rơi lệ. Điều mà người này không thể quên đó chính là hình ảnh của chàng trai gốc Việt năm ấy đã tử nạn trong một vụ đụng xe. Sau đây là chia sẻ vô cùng xúc động của bà. Tối hôm đó, bệnh viện của tôi nhận một nhóm nạn nhân của một tai nạn xe hơi thảm khốc. Trên xe là 4 em học sinh đều ở lứa tuổi từ 17 cho đến 18 tuổi, cùng đi về với nhau sau bữa tiệc. Người lái xe 18 tuổi say rượu và chạy xe quá tốc độ, lạc tay lái tông vào một chiếc xe tải đang đậu bên lề đường. Nhờ có thắt dây an toàn, người lái và em ngồi cạnh tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng hai em ngồi sau, một nam một nữ, bị thương rất nặng vì không thắt dây an toàn. Em trai bị chấn thương sọ não và chết ngay sau khi trở đến bệnh viện. Em gái hôn mê bất tỉnh phải mổ gấp, không biết có cứu được hay không. Thật đáng buồn, em trai tử vong là một em gốc Việt 17 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học và đang sắp rời nhà để vào một trường đại học danh tiếng. Các em còn lại đều là người ngoại quốc. Lúc đó tôi đang làm tại khu ICU. Intensive Care Unit. Bệnh nhân tôi được giao đêm đó là em gái 17 tuổi của tai nạn vừa kể trên. Một cô bé người ngoại quốc đẹp hay không thì không biết.
vì cả khuôn mặt lẫn cái đầu tóc vàng của em đều tím bầm sưng to như trái dưa hấu vì những cú va chạm kinh khiếp. Em đang được mổ não khẩn cấp trong phòng mổ. Tôi được kêu vào phòng họp gấp để mà nhận một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi được biết nhiệm vụ của mình là gì, tôi nhăn nhó phản đối. Tại sao lại là tôi? Đây là nhiệm vụ của bác sĩ mà. Tôi biết, nhưng người nhà của bệnh nhân không biết tiếng Mỹ rành lắm. Cô đi theo thông dịch cho bác sĩ và ráng van xin họ giúp chúng tôi. Bà y tá trưởng năn nỉ như vậy. Sau một hồi bàn qua tiếng lại, tôi lê bước đi theo ông bác sĩ đến phòng chứa xác của em trai Việt Nam mới tử nạn. Với nhiệm vụ là cùng bác sĩ, năn nỉ gia đình người chết hiến tặng những bộ phận còn tốt trong cơ thể của em cho bệnh viện. Một em trai 17 tuổi đang khỏe mạnh nhưng chết vì tai nạn là một ứng cử viên tuyệt vời để mà làm người hiến tặng. Vì hầu hết các bộ phận trong cơ thể của em còn rất khỏe, rất trẻ và rất thích hợp để mà cứu sống các bệnh nhân đang chờ đợi để mà được thay các bộ phận trong người. Đó là lý do bệnh viện hết sức cầu xin gia đình. Thời gian đó, đối với người Việt mình, khái niệm hiến tặng bộ phận cơ thể còn rất mới mẻ. Nếu không là cho người thân trong gia đình, thì hầu như rất ít ai hiến tặng cho những người không quen biết. Huống hồ gì, chuyện cha mẹ đồng ý hiến tặng các bộ phận trong cơ thể của con mình thì hình như chưa hề xảy ra. Có cha mẹ nào mà nỡ lòng nào làm như thế, mất con đã đau đớn lắm rồi. Chúng tôi gặp cha mẹ nạn nhân trong phòng đợi, trong khi người con đang được chờ quyết định để mà rút tất cả ống support bên trong. Tôi bắt đầu trình bày lý do. Quả như tôi lường trước, cho dù có van xin nài nỉ giải thích cách mấy, bác sĩ và tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu quầy quậy, ánh mắt oán ghét và những lời xua đuổi. Tôi lắp bắp xin lỗi rồi bước nhanh như chạy ra khỏi phòng. Phòng ICU rất vắng lặng vì ở đây toàn là những ca rất nặng. Những y tá cùng trực với tôi đêm đó ai cũng bận rộn với bệnh nhân của mình, nên chỉ có một mình tôi ngồi tại nurse station. Thường thì ở ICU mỗi y tá lãnh 2 bệnh nhân trong một ca, nhưng đêm nay tôi chỉ có một, vì một bệnh nhân mới chuyển sang phòng thường. Bệnh nhân còn lại là cô gái đang trong phòng mổ nên tôi cũng khá là rảnh rỗi cho đến khi ca mổ xong. Bỗng nhiên tôi thấy hơi nhức đầu nên cúi gục vào lòng bàn tay một chút cho đỡ mỏi mắt. Khi tôi ngẩng đầu lên thì vụt một cái, thoáng có một bóng người mặc áo trắng lướt thật nhanh qua mặt. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả. Tôi vẫn thường thấy lao đao như vậy lắm, có lẽ là vì tôi bị chứng bệnh thiếu máu kinh niên. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa, lần này thì thực sự có một bóng áo trắng đang từ từ tiến lại gần tôi. Tôi rộng đứng dậy để mà nhìn cho rõ thì thấy có một cậu thanh niên Á Châu rất trẻ, gương mặt xanh xao mệt mỏi đang đi lại phía tôi ngồi. Cậu đi nhẹ nhàng như lướt trên không vậy, xuất hiện trước mặt tôi mà không gây nên một tiếng động. Cậu nhìn tôi, đôi mắt nâu hiền và ngây thơ đến nao lòng, có vẻ như là cậu đang bị lạc đường. Chắc là cậu đi nuôi người nhà bệnh và lạc từ khoa khác sang chăng. Thấy cậu đứng yên lặng không nói gì, tôi hỏi bằng tiếng Mỹ, em cần gì, tôi có giúp được gì cho em không? Lạ thay, cậu trả lời bằng tiếng Việt, em đi kiếm đồ. Giọng của cậu nhỏ và thanh, nghe văng vẳng như từ một nơi xa xôi nào đó vọng về. Em bị mất cái gì à? Em làm rớt cái ví trong xe, trong đó có một món đồ rất quan trọng. Chị kiếm giùm em nghe chị, nhớ nghe chị. Không đợi tôi trả lời, cậu quay lưng đi thật nhanh và khuất bóng sau góc quẹo. Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh từ trong xương lạnh ra. Tôi rùng mình, lạ thật. Tháng 6 mùa hè ở cái xứ sa mạc này nóng cả 100 độ, cho dù máy lạnh có mở cũng chỉ vừa đủ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh cóng bằng cái lạnh của hiện tại. Đó tôi quay cuồng và tiếp tục nhức, chắc mình sắp bệnh rồi, tôi tự nhủ. Sao tự nhiên lại cảm thấy lạnh và nhức đầu quá? Tôi đứng lên định đi theo cậu bé nhưng rồi lại choáng váng ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Vừa lúc đó, một cô bạn đồng nghiệp từ đâu đi tới, nhìn thấy sắc mặt tôi, cô la lên. Oh my god, trời ơi, sao cái mặt cô xanh lè xanh lét, thấy ghê quá, are you okay? Tôi thấy lạnh quá, cô lấy giùm tôi một cái áo lạnh được không? Cô bạn nhanh chóng đi lấy cho tôi một cái áo khoác mới
được giặt ủi và hấp nóng. Tôi mặc áo vào, ngồi co ro mà thấy vẫn còn lạnh, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Tôi uống thêm hai viên Tylenol. Một lúc sau, tôi thấy từ từ dễ chịu và lại nghĩ đến cậu bé hồi nãy. Cậu ta là ai và làm sao biết cậu ở đâu, đi kiếm cái xe gì và cái ví gì nữa chứ? Cả khu ICU này có 6 phòng, hiện giờ đã có 5 bệnh nhân, mỗi người nằm một phòng. Tôi coi lại danh sách bệnh nhân viết trên bảng treo trên tường. Không có bệnh nhân nào người Việt. Vậy cậu từ khoa nào đi sang đây? Tôi đi lòng vòng với hy vọng gặp lại cậu bé, nhưng hỏi thăm những nhân viên quanh đó xem là có ai gặp một cậu bé người Á Châu không. Ai cũng lắc đầu không biết. Thất vọng, tôi trở về khoa đúng lúc bệnh nhân của tôi đã được giải phẫu xong và chuyển về phòng ICU. Bác sĩ bảo em được cứu sống nhưng đôi mắt sẽ bị mù vĩnh viễn vì chấn thương quá nặng. Chỉ có một hy vọng duy nhất là được thay đôi mắt khác em mới có thể thấy lại ánh sáng. Ba mẹ em ngồi bên giường trong khi em vẫn đang nằm thiêm thiếp. Ông bà lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi xuống bên cạnh và góp lời cầu nguyện trong lòng. Người mẹ buồn rầu nói, tội nghiệp chúng quá, rồi đây Jen sẽ ra sao khi tỉnh dậy và biết là người yêu của nó đã chết. Người yêu của Jen là anh Việt Nam ngồi chung xe hả bà? Tôi hỏi. Đúng vậy, chúng nó yêu nhau lắm. High school with heart mà. Hai đứa đều học giỏi và có tương lai. Thế mà chỉ có một đêm, một đứa ra đi vĩnh viễn, một đứa đã trở nên mù lòa. Bà sụt sịt khóc. Tôi ngập ngừng. Bác sĩ nói con bà còn có hy vọng thấy lại ánh sáng, nếu... Vâng, tôi biết, nhưng ở đâu ra có cặp mắt để mà thay kia chứ? Nếu đó là cặp mắt của một người còn sống cho con tôi biết chắc chắn nó sẽ không chịu nhận. Nó là cô gái rất tốt và không bao giờ muốn làm cho ai khổ. Nhưng nếu đó là cặp mắt của một người vừa mới mất thì hoàn toàn có thể dùng được. Chỉ có điều, tôi bỏ dở câu nói vì tôi biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đừng bao giờ nên hỏi cha mẹ cậu bé Việt Nam thêm một lần nữa. Như đọc được ý nghĩ của tôi, bà mẹ thở dài. Cô y tá ạ, tôi biết nỗi đau của người mẹ mất con nó khủng khiếp như thế nào. Tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Số phận con gái tôi bị mù thì tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho nó. Con gái tôi có nghị lực lắm, tôi tin nó sẽ vượt qua. Xót xa nhưng rất xúc động trước những lời nói của bà, tôi nhẹ nắm lấy tay bà. Vừa lúc đó, một ông cảnh sát đang rảo bước tới, trên tay cầm một bọc giấy. Ông hỏi tôi, người ta chỉ cho tôi là có một y tá người Việt ở đây. Cô nói được tiếng Việt chứ? Dạ được, ông cần gì không? Tôi muốn nhờ cô đi với tôi đến gặp gia đình người tử nạn ở trong tai nạn xe chiều nay. Chiếc xe bị total lost. Trước khi xe tow kéo xe đi, chúng tôi kiểm tra trong xe và tìm thấy chiếc ví này rớt ở trong xe. Nó thuộc về người đã chết và tôi muốn giao lại kỷ vật này cho thân nhân của cậu. Ví, xe, người tử nạn, những mảnh rời rạc của chiếc hình Tesla tự nhiên ráp nối lại với nhau, như là một cách có trật tự. Tim tôi đập thình thịch và cổ họng tự dưng tắc nghẽn. Chân tôi bắt đầu run lập cập và tay thì nổi da gà. Sao giống y hệt những điều cậu bé kia vừa nói? Không lẽ mình vừa gặp ma hay sao? Tôi lắp bắp hỏi ông cảnh sát, ông có thể cho tôi xem qua chiếc ví được không? Ông ngần ngừ một chút rồi nói, cũng được, nhưng trong ví không có gì quý giá hết. Chỉ có tấm bằng lái xe và một ít tiền mặt vậy thôi. Tôi tần ngần mở chiếc ví ra. Thật vậy, trong ví ngoài một ít tiền nhỏ chỉ có tấm bằng lái xe. Tôi tò mò nhìn vào tấm bằng lái xe và hoảng sợ, làm rơi chiếc ví xuống đất. Trên tấm bằng đó là hình của một cậu bé vừa đến gặp tôi ít phút trước đây. Với gương mặt gầy và cặp mắt nâu trong vắt thơ ngây như đang nhìn sáng vào tôi, như muốn nói một điều gì. Vậy ra cậu chính là người đã chết đó sao? Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của tôi. Tôi thầm thì, nhắc lại lời của cậu bé khi nãy. Trong ví này là một vật rất quan trọng. Cô nói gì? Tôi lượm chiếc ví lên, mở ra xem lại, và lật tới lật lui. Quả thật không có gì khác ngoài vài tờ giấy, $10 và $5 cùng tấm bằng lái. Tai tôi văng vẳng nghe tiếng của cậu bé, chị nhớ giúp em nghe chị, nhớ nghe chị. Tấm bằng lái, tôi nhìn kỹ lại tấm bằng lái lần nữa. Đây rồi, vật quan trọng mà tôi cần tìm chính là tấm bằng lái này đây. Trên bằng lái có tên, tuổi và hình chụp của cậu bé. Còn nữa,
nằm ngay ngắn ở góc phải của tấm bằng là cái sticker nhỏ màu hồng, trên có dòng chữ Donner màu đen in đậm nét. Tim tôi đập thình thịch. Như vậy là chính cậu đã run rủi cho cảnh sát tìm thấy chiếc ví rơi ở trong gầm xe trước khi xe bị kéo đi. Chính cậu đã tìm đến tôi và đưa đẩy cho cái ông cảnh sát gặp tôi để mà mọi người có thể biết được ý nguyện của cậu. Thì ra, ngay từ khi mới có bằng lái, cậu đã quyết định là nếu có điều gì xảy ra cho mình, cậu sẽ sẵn sàng hiến tặng những bộ phận còn tốt trong người cho tất cả ai đang cần chúng, nên đã tình nguyện ghi tên làm người donor. Có phải cậu đến tìm tôi vì biết tôi là người chăm sóc cho người bạn gái thương yêu của cậu đêm nay và muốn nhờ tôi tìm cách để mà trao tặng cho cô gái đôi mắt của cậu như là một kỷ vật cuối cùng hay không? Tôi chỉ vào chữ donor và nhờ vị cảnh sát xác minh lại với DMV. Sau khi xác nhận là cậu bé Việt Nam chính thức đã ghi danh vào làm người donor, nhưng đồng thời vị cảnh sát cũng thông báo rằng theo luật pháp, vì cậu bé mất khi cậu chưa đủ 18 tuổi, nên quyết định cuối cùng cho hay không cũng vẫn là quyết định của cha mẹ cậu. Phái đoàn gồm các bác sĩ, cảnh sát cùng với tôi sau khi đưa chiếc ví lại cho cha mẹ cậu và thông báo về tất cả những sự việc trên cho họ. Trong khi chờ gia đình cậu bé bàn thảo với nhau, chúng tôi đều lui ra ngoài đứng chờ. 5 phút rồi đến 10 phút trôi qua, một bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Rồi cha mẹ cậu bé cũng bước ra. Người mẹ ôm mặt khóc trong khi người cha nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Thôi thì con tôi, nó đã muốn như vậy. Chúng tôi xin nghe theo ý nguyện của cháu. Xin bệnh viện giúp cháu làm tròn tâm nguyện. Hãy giúp đỡ tất cả những ai đang chờ được giúp." Tôi bật khóc vì quá xúc động. Tất cả những người có mặt lúc đó đều khóc và cảm ơn cha mẹ cậu bé đã làm quyết định đau đớn và khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng cũng rất cao cả này. "Cảm ơn ông bà," tôi thầm thì. Trên cao kia, tôi biết cậu bé đang nhìn xuống và mỉm cười. Những ngày sau đó, có ít nhất là cả chục bệnh nhân đang trở thay thận, thay gan, thay tim v.v. đã được cứu sống nhờ được ghép những bộ phận trong cơ thể của cậu bé. Cô bạn gái cũng đã nhận được cặp mắt của cậu trên gương mặt trắng bóc và mái tóc vàng hoe, đôi mắt nâu trong veo, luôn tỏa ra những tia sáng ấm áp dịu dàng, đôi mắt như biết nói những lời yêu thương đến mọi người. Cậu bé đã ra đi mãi mãi, nhưng tình yêu quảng đại của em vẫn tiếp tục tồn tại. Ngay sau cái đêm gặp ma trong bệnh viện đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi về bàn với chồng và vợ chồng tôi đã cùng đi đến quyết định là ra DMV để mà ghi tên mình tình nguyện làm người donor. Nếu một mai có một người nào phải ra đi trước, chúng tôi không muốn người thân của mình ở lại phải suy nghĩ để mà làm những quyết định đau lòng thế cho mình. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Thế thì tiếc làm chi cái xác thân tạm bợ này. Nếu sau khi mình ra đi mà vẫn còn có ích cho người khác, thì đó chính là một niềm an ủi và hạnh phúc vô biên cho mọi người chúng ta rồi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.